Mẹ Lan ơi. Ồ. Mẹ hôm nay có mấy cán bộ đến để thăm mẹ này. Dạ. Mẹ có mừng không? Mừng. Đến cán bộ đến thăm là cũng mừng ha. Dạ. Mừng cả mẹ cũng em vui, cả mừng cả em nữa. À mừng cả em nữa ha. Mẹ có biết là các chú các anh ở đây đến để làm gì không? Hôm nay ấy, hôm nay là thấy rằng là mẹ trong suốt thời gian vừa qua đấy không có đóng thuế cho nhà nước. Đấy là cán bộ đến để người ta thu thuế. Phải không anh Thường ơi? Có phải là anh đến làm việc để thu thuế mẹ không? Ờ. Ủa thế thì mẹ vào gặp gặp anh chút nào. Thế như là có cái thuế nợ lâu rồi thế chứ thì cho làm việc để thanh toán cái tiền thuế cái. Mẹ thì chưa có thể cho mẹ khách chứ. Mẹ chưa có thể. Khách thì khách đến khi mua. Khách đến khi mua có nay là rất chứ mẹ mua. Ủa ngay một trà cả chứ không phải như ngay chứ nhà nước thì phải nữa con mất nợ nâng ra. 500 nữa chứ chứ. Hả? Như 500 nữa. Đây được, mình xin được. 500 nữa. Hả? Tiền thuế đã hết 1.7 triệu. Mà dư mà không nạp là cho cả bên chỗ chính quyền họ xuống họ làm việc này. Mua cho vài nữa cháu mua cho mấy biết là cho mình nạp cho ông cảnh năm 75 mấy tết chứ biên lai thu tiền là mô đi luôn ông cảnh nhá đi luôn thốn nữa nạp và hết rồi chứ lừa lại 500 nữa mình lừa 500 đứa mình hết uống đứa rồi thì dư là biết đất biết được kia nộp tiền thuế đất chưa được kia chưa nộp thôi nộp rồi đó nộp cả rồi nếu chưa nợ lại số 500 đuổi nữa. Nợ thì có mà trả chứ không hò đòi đấy nha. Được ga là bán được chưa? Ga là bán được chưa? Cắt 7 mét, cắt 7 mét. Ga. Cắt 7 mét. Hả? Đất đấy hả? Năm làng. Đất đây của bà cả. Rồi cho dư này, dư cho mày 7 mét. Cho mày 7 mét. Dư nó cho nợ tiền cho đến khi ga to là bán trả nợ đấy chưa? Đùa mẹ một chút thôi. Đây không phải là cán bộ thu thuế đâu. Dạ, mà hôm nay là con cùng với chỗ bàn thược này, cùng với hai anh ở đây nữa là người quê ta đây, lên để khảo sát và làm việc với chủ thầu để xây nhà cho mẹ. Mẹ mừng không? Mừng bác. Cái đất này từ đâu để rồi đó? Hả? Đất này thì sẽ cắt 7 mét là từ bên bên dưới bên kia. Bên dưới bên chỗ vườn của nhà họ đấy sang bên nhà mình. Là 7 mét. 7 mét. Đùa mê đấy. Hả? Đùa mê thì nữ mê lên bạc cái đấy. À đùa mê là mê lên ác á. Con lên như thế này, mẹ có chi hồi lô cho con thì hồi lô này. Con lên xây nhà cho mẹ này. Mẹ thấy ra cái nhà này của mẹ có đẹp không? Chứ là có hai phòng này. Cô ưng ông mô thì lừa về phòng đi này. Đó. Mà mưa gió là cũng không phải đi ra ngoài đi vệ sinh này, ở trong nhà vệ sinh luôn này. Vấn đề đủ cho mình hoàn tiền cho về luôn ra. Hoàn tiền đi chứ phải coi gà, coi tiền nóng răng chứ. Có chi quả cáp hối lộ nhá. Tiền từng đi thì mà nó mà làm được. Được vô nên vậy anh đấy em thế nơi thì chưa chú Khánh rồi đó nhưng về không biết như là như răng hôm nay là như muốn xây cái nhà chị Chiến vào chị gọi ấy chưa chị gọi thằng Cường mà 8 cuộc thì hôm chị nhăn rồi mà sao mà nó móc máy thôi chứ chị gọi người khác ấy. Chị gọi 8 cuộc mà không đến à? Ừ. Ôi mà cũng gọi thẻ báo nữa. Chị gọi người khác. Hả? Chị gọi người khác. À tức là chị gọi cho anh Cương 8 cuộc mà anh không nghe máy. Bây giờ chị gọi người khác hả? Ừ. Dạ dạ. Thế thì gọi ai cũng được đến đây. Chị để... gọi đến hợp đồng đến đây coi về đoàn về lại này. Nói đây là giống như anh nợ con là con à. Làm xong rồi anh cho mua mì 1-2 triệu nữa. Dạ dạ, tốt quá. Dạ dạ. Bé Hoa học về lớn nữa hỏi chào bé Hoa. Hoa đi học về hả? Nào chào chào mọi người đi, mở khẩu trang ra chào mọi người đi. Hả? À? Chào chú nào. Hả? À? Chào. Ai đây tên gì? Khánh. Khánh. À. Đi học về hả? Ôi giời hôm nay hay thế, hôm nay mặc cái áo của Mạnh Thường Quân ở trong Đà Nẵng tặng đấy hả? Dễ thương thế, đẹp quá. À. Rồi thế bây giờ chờ chủ thầu đến chị ạ? Thôi ông bán
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khánh đang có mặt ở gia đình Mề Lan. Một câu chuyện, một hoàn cảnh rất là đáng thương mà trong suốt thời gian vừa qua thì quý vị chúng ta cũng biết rồi. Tuy nhiên thì có quý vị nào mà chúng ta lần đầu tiên được tiếp xúc với cái câu chuyện này đấy, thì Khánh cũng tóm tắt qua một chút. Mề Lan thì trong một cái gia đình rất là khó khăn và vất vả. Trước ống kính của quý vị đây chính là cái căn nhà mà suốt 20 năm qua Mề ở đây. Và cho đến bây giờ thì xuống cấp rất là nhiều và có thể sập bất kỳ lúc nào. Trong một bối cảnh thì chồng mất sớm, hai đứa con nhỏ. Và không may thì một cái đứa con thứ hai của Mề là bị câm điếc bẩm sinh nữa. Và bản thân Mề Lan thì lại rất là khờ dài, mù chữ nữa. Cho nên là cái việc mà phát triển kinh tế gia đình nó vô cùng khó khăn và vất vả quý vị ạ. Và sau khi mà được các mạnh thường quân chúng ta biết về cái câu chuyện này đấy, thì được sự đồng cảm của quý khán giả, được sự chia sẻ về mặt tài chính của các mạnh thường quân, thì đã giúp cho bé Hoa có một cái cơ hội để đi khám về cái vấn đề câm điếc bẩm sinh đấy. Thì cho đến bây giờ thì rất là may là em đã nghe được và cũng đã phát âm được rồi. Tuy nhiên thì đang còn cần rất là nhiều thời gian, cũng như là có thể trong thời gian tới đây về tài chính cũng có thể phải cần thêm nữa để giúp cho bé phục hồi cái sức khỏe của mình. Bên cạnh đó thì cũng rất là may được các mạnh thường quân chúng ta yêu thương và đã dành cho Mề Lan những cái tình cảm rất là đặc biệt. Và hôm nay thì Khánh cũng muốn chia sẻ với quý vị cái lý do Khánh có mặt ở đây, đó là cùng với bên chỗ bàn thược là kỹ sư thiết kế căn nhà tình thương cho Mề Lan, để cùng với các mạnh thường quân xây cho Mề Lan một cái căn nhà ấm cúng hơn, giúp cho mẹ con có cái chỗ ở nó được ấm áp, đặc biệt là vào những ngày mưa gió phía trên này là rất là lạnh lẽo quý vị ạ. Vậy thì hôm nay Khánh lên đây thì cũng chia sẻ với quý vị một cái thông tin rất là đặc biệt. Ngoài cái việc là sẽ làm việc với nhà thầu, chúng ta sẽ đi đến cái phương án chốt để làm việc để xây nhà cho Mề Lan, thì bên cạnh đó còn có hai nhà hảo tâm cũng là quê hương ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ở đây cũng có mặt và lên đây cũng mong muốn là tìm hiểu và có sự chia sẻ để chung tay cùng với các mạnh thường quân giúp cho Mề Lan có một cái căn nhà đẹp hơn. Đặc biệt đó là sẽ tài trợ cho Mề Lan cái toàn bộ cái bồ cửa bằng nhôm hề. Đây là cái điều rất là tuyệt vời. Vậy thì hai mạnh thường quân đó là ai và sẽ chia sẻ như thế nào thì một chút nữa Khánh sẽ kết nối để giao lưu cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh vào để làm việc với bên chỗ nhà thầu, cùng với chỗ Mề Lan bên kiến, cùng với bên chỗ kiến trúc sư quý vị nhé. Ok, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Thầy ơi, quên. Anh ơi. Thế có lẽ là trong nhà thì cũng có ghế ngồi mà ta. Thế ơi, lấy ghế, ban một nước. Đừng được. Kính thưa quý vị, hôm nay thì đi cùng với Khánh ở đây đấy, ngoài bàn thược là bên chỗ kiến trúc sư cùng với mời bên chỗ nhà thầu để xây nhà tình thương cho Mề Lan đấy, thì còn có hai người bạn của Khánh cũng là hai nhà hảo tâm mà trong suốt thời gian vừa qua các anh các bạn ở đây cũng đã kết nối và chia sẻ với rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn ở khu vực ở trên này rồi. Đầu tiên thì người mặc áo xanh là bạn Hùng. Hiện nay thì đang là chủ một cái cửa hàng cũng khá là lớn, chuyên kinh doanh xe đạp đấy, ở khu vực trên Chót ở huyện Bố Trạch ở đây. Quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu mua xe đạp thì đến với cửa hàng của bạn Hùng ở ngay chỗ thị trấn Chót quý vị nhá. Đấy, còn người mặc áo màu ghi này chính là bạn Hầu. Ngoài công việc là giáo viên đang giảng dạy ở trường đấy, thì Hầu đang còn là chủ một cái doanh nghiệp kinh doanh bên lĩnh vực nghỉ dưỡng, đang xây dựng một cái khu resort. Hầu à. Và bên cạnh đó thì còn có một cái siêu thị kinh doanh hàng tiêu dùng nữa quý vị nhé. Và cái điều đặc biệt ở đây đó là hai bạn đều có những cái tấm lòng nhân ái rất là cao đẹp. Và trong suốt thời gian vừa qua đã chia sẻ với rất là nhiều cái mảnh đời kém may mắn ở khu vực ở trên đây. Và hôm nay khi biết về câu chuyện của nhà Mề Lan đấy, đang được các mạnh thường quân giúp đỡ để xây nhà tình thương, thì hai bạn cũng muốn là chung tay góp sức, góp của cùng với các mạnh thường quân để giúp cho Mề có được một cái sự chia sẻ được ấm áp hơn, được đầy đủ hơn. Và đặc biệt ở đây đó là muốn tài trợ cho nhà Mề cái bồ cữa khi mà được các mạnh thường quân xây nhà. Thế bây giờ thì Khánh cũng muốn là được mời quý vị chúng ta trò chuyện với hai bạn một chút nha. Ok, đầu tiên thì giao lưu với Văn Hùng. Rồi, chào Văn Hùng. Cái tin là biết bạn Khánh có làm ủng hộ cho Mề Lan ở đây cái ngôi nhà. Mình cũng biết qua video cho nên mình cũng muốn là kêu gọi anh em đây là ủng hộ tài trợ cho Mề cái bộ cửa nhôm hệ để chung tay với bạn Khánh để nó hoàn thiện cho Mề cái nhà được đẹp hơn. Là mình sẽ cố gắng hết sức để chung tay với bạn Khánh cố gắng để làm cho nó hoàn thiện hơn, bàn giao cho sớm nhất để cho Mề vào mưa này Mề ở
Đó. Ok, cảm ơn bạn Hùng rất là nhiều. Chia sẻ với toàn thể quý vị thêm một chút thông tin nữa là bạn Hùng hiện nay thì cùng với bạn Hầu là hai người bạn thân đang kết hợp để mở thêm một cái dịch vụ nữa là chuyên sản xuất bên cửa nhôm kính, cửa nhôm hề. Đấy quý vị. Và quý vị nào mà chúng ta ở khu vực gần đây ấy, nếu chúng ta có nhu cầu thì chúng ta có thể liên hệ với bạn Hùng để chúng ta có thể được thiết kế những bộ cửa với giá cả hợp lý và chất lượng tốt quý vị nhé. Cảm ơn Hùng rất là nhiều. Rồi ok. Giao lưu với bạn Hùng một chút này. Chào Hầu. Rồi, chào Khánh. Được biết là trong thời gian vừa qua đấy thì Hầu cũng đã cùng với rất là nhiều anh chị ở trên này kết nối để giúp cho nhiều cái mảnh đời kém may mắn. Vậy thì ngày hôm nay khi mà đến biết về câu chuyện nhà Mỹ Lan thì Hầu có cái cảm nhận như thế nào? Trước hết là cho Hầu là thay lời là cảm ơn các mạnh thường quân. Và sau đó là cảm ơn bạn Khánh đã kết nối các mạnh thường quân cũng như mình và rất nhiều người để có thể là giúp cho Mỹ Lan có một cái nhà không như là Mỹ Lan đâu. Sau này còn có rất là nhiều người còn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì chúng ta cũng đồng hành và chúng ta cũng chia sẻ cái trái tim nhân ái của mình để cùng đưa đến những cái mảnh đời bất hạnh. Thì Hầu cũng rất là vui vì được kết nối Khánh và kết nối được tất cả những người mà có những tấm lòng vàng. Thì Hầu ở đây thì có Hầu và Hùng ở cùng, nói chung cũng là địa phương. Mình là một giáo viên cùng kinh doanh nhưng mà mình muốn chia sẻ cuộc sống mình có thể là khám phá hơn, mình muốn chia sẻ cùng như các mạnh thường quân. Đó. Thì vậy là sắp thời gian sắp tới mình hy vọng là mọi người cùng tin tưởng và ủng hộ Khánh cũng như là cùng ủng hộ chương trình của Khánh để có thể là giúp đỡ được nhiều người hơn cũng giống như là các bạn mình và Hùng. Cảm ơn Hầu. Cũng qua cái câu chuyện mà trên cái hành trình thiền nguyện của bạn Hầu và bạn Hùng đấy quý vị, thì Khánh cũng được biết là có rất là nhiều cái mảnh đời còn gặp rất là nhiều cái khó khăn, gặp những cái biến cố trong cuộc đời. Và Khánh cũng rất là mong muốn được các mạnh thường quân chúng ta trước giờ đã tin tưởng và đồng hành cùng với Hầu rồi, thì tới đây thì sẽ Khánh cũng sẽ mong muốn được mọi người ủng hộ nhiều hơn nữa. Và để cùng với Khánh, cùng với bạn Hầu sẽ kết nối để giúp cho những mạnh đời kém may mắn ở trên đây họ có được những cái niềm tin, được những cái động lực để vượt qua những cái sóng gió, những khó khăn trong cuộc đời. Cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Và cảm ơn bạn Hùng và bạn Hầu nhiều nhé. Chúc cho hai bạn là luôn được thật nhiều sức khỏe, công việc kinh doanh thì được gặp nhiều may mắn, gặp nhiều thuận lợi, để có được cái cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn nữa, có được nhiều thời gian và tài chính hơn nữa để có được cái cơ hội giúp đỡ cho nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn hai bạn nhiều nhé. Cảm ơn bạn Khánh. Bây giờ thì chúng ta sẽ giao lưu và làm việc với bên chỗ nhà thầu một chút. Thì bây giờ thì trước ống kính của quý vị ở đây là hình ảnh của bạn Nguyễn Bá Thược, là một người bạn rất là thân của Khánh, đã rất nhiều năm làm trong cái ngành thiết kế và thi công xây dựng. Đấy, và hiện nay thì đang đến đây để vượt một cái quãng đường hơn 200 km đến đây để được trực tiếp gặp Mỹ Lan cũng như là gặp bên nhà thầu bàn về cái phương án xây dựng cái căn nhà tình thương cho Mỹ Lan. Thực tế thì trong cái thời gian vừa qua cũng rất là nhiều quý cô chú anh chị chúng ta có những cái lời nhận xét rằng là xây nhà tình thương đấy thì đâu cần thiết phải thiết kế một cái bản nó rườm rà phức tạp, chỉ cần báo với nhà thầu thôi là họ có thể xây được. Tuy nhiên thì thưa với toàn thể quý vị rằng là với một cái lượng quỹ nó giới hạn, cho nên là Khánh cùng với bạn Thược cũng như là đại diện cho các mạnh thường quân chúng ta cần phải có một cái bản kế hoạch chi tiết để khi mà chúng ta đưa ra cái phương án đó rồi đấy thì nó sẽ hạn chế được cái phát sinh. Bởi vì nếu mà phát sinh xảy ra thì tiền đâu để chúng ta bù vào, cho nên là Khánh cũng với bạn Thược và các anh chị ở đây đấy cũng mong muốn là sẽ có một cái phương án nó thực sự rõ ràng và chi tiết nhất. Cho nên là hôm nay thì mời nhà thầu đến đây để làm việc đấy quý vị. Và rất mong được những cái sự góp ý ủng hộ của quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì chút nữa thì chúng ta sẽ trò chuyện với bạn Thược và chủ thầu quý vị nhé. Chào mẹ. Mẹ có biết thầy Hầu không? Không. Thầy Hầu vừa rồi em mới giao lưu rồi, mẹ có biết không? Thế chị Chiến có biết không? Chị có biết. Chị hay vào siêu thị của thầy. Chị hay vào siêu thị của thầy á. Thầy là giáo viên ở dưới thị trấn Chóc ấy. Dạ. Giáo viên và bên cạnh đó thì thầy còn làm kinh doanh bên ngoài nữa. Và ngày hôm nay khi biết đến câu chuyện của mẹ đấy thì thầy cùng với chỗ người bạn của thầy Hầu ấy lên đây và để chung tay cùng với mọi người để giúp cho mẹ có được một cái bồ cửa. Các cái cửa gồm cửa chính rào ra rồi cửa sổ đi vào ấy cho mát ấy là thầy sẽ tài trợ cho mẹ. Mừng không? Vui không chị? Vui. Hả? Hả? Hả?
Mừng không? Mừng. Mừng ấy. Mừng lắm. À, bây giờ là không những là Mạnh Thường Quân ở rất nhiều nơi khác đã giúp đỡ cho mề, mà bên cạnh đó thì còn được người địa phương ở đây chung tay giúp đỡ cho mề nữa, quá tuyệt vời. Làng xóm, rồi là những người lân cận ở đây đấy biết về câu chuyện của mề, ai ai cũng thương, công nhận là mề có duyên thật. Mề không biết là kiếp trước cái tu kiểu gì mà sau này bây giờ được nhiều người yêu thương thế. Hả? À? Sao? Phát biểu cảm nghĩ cái này. Phát biểu cảm nghĩ ấy. Mề mừng quá cái đó. Mề mừng á. Hôm nay này, hôm nay là Mạnh Thường Quân lên đây này, rồi là kiến trúc sư, rồi nhà thầu đến đây để tiến hành để làm nhà cho mề này. Là mề cảm thấy có hưng phấn không? Có vui vui, có nao nao trong người không? Có chứ, mừng vui lắm. Mừng á. Mừng mà sao đáng lại hôm nay thì phải mặc cái bộ áo quần Mạnh Thường Quân cho nó đẹp chứ này. Sao lại ăn mặc này lại vẫn cứ tiết kiệm là mặc đồ cũ như này. À chứ mới biết cỏ bò về thế. À mới biết cỏ cho bò về hả? Để nuôi bò cho con hả? Nuôi bò cho con đó. À nuôi bò cho con hả? Mai mốt Khánh thành nhà xong là con lấy hết. Rồi quý vị ạ, hôm nay thì lên đây đấy để làm việc được với nhà thầu đấy, thì Khánh cũng đã liên hệ với chị Chiến là người cháu của Mề Lan, tức là con gái của Mề Cạ đấy, là một cái người phụ nữ, một người cháu rất là yêu thương Mề Lan và cũng rất là nhiệt tình cùng với Mề trong suốt thời gian vừa qua. Và hôm nay thì chị đã kêu gọi được một cái nhà thầu mà cũng là người bà con hàng xóm ở đây chị nhỉ? Hả? Anh à đấy, thế thì để mà kêu nhà thầu đến để xây nhà tình thương cho Mề Lan ấy, thì Khánh cũng đã trao đổi với chị Chiến rồi, tức là Khánh cùng với các Mạnh Thường Quân có thể là gọi được một ai đó, tuy nhiên thì để cho nó phù hợp với cái lối sống cũng như là cái tình cảm gắn kết trong suốt thời gian vừa qua ở đây đấy, thì cũng là muốn là chị Chiến là người trực tiếp gọi nhà thầu để đến để xây dựng căn nhà cho Mề Lan. Để trong cái quá trình mà xây dựng ấy thì khi mà quen biết nhau rồi gần gũi với nhau thì mình cũng tương tác với nhà thầu nó dễ hơn. Thì hôm nay chị Chiến có thể là chia sẻ với mọi người một chút được không? Chị cũng thay mặt cho gia đình, giống như kiểu là cùng con của mẹ cả thì giống con mẹ hai. Dạ. Rồi giờ về ngày này đến em về đem bàn Nguyễn Bá Thước về thiết kế nhà cho mẹ ạ. Thì hôm chị gọi là trước cái nói bàn cướng là nó về nó đổ cái nhà rồi à. Thì chị cũng nói là hợp đồng với bàn cướng cho đứng đâu ngày nay là chị gọi cho bạn nó nói lúc nào mà em Khánh lên thì giống như kiểu là chị gọi là đến để mà coi bên cái chỗ bán đồ thiết kế về là bên đoàn của mình nhưng đều là chị gọi bàn cướng thì gọi không được. Gọi 8-9 cuộc mà gọi không được, bán một máy cho nên là chị đành lòng phải kêu anh khác. Anh khác cũng người, nói chung cũng người trong thôn cùng ba con hàng xóm mình thôi. Nhưng anh cũng nói với anh là cố gắng nếu mà làm được thì giúp đỡ cho mẹ. Thì anh cũng nói là thì hoàn cảnh của mẹ thì anh biết rồi, anh làm thì sau này thì tiền thờ tiền thầy thì anh kêu cùng anh cũng đóng góp cho mẹ một ít, cùng có phần anh cũng đóng góp trong đó. Thì chị cũng tán thành ý kiến của anh mà chị gọi bàn cướp không được cho nên chị phải đánh lông, chị phải qua bên anh này. Anh này thì anh nói vậy thì chị cũng đồng ý, tại vì mình gọi bàn cướp không được cho nên là mình phải làm để đoàn về. Đoàn không thể chờ bàn cướp được. Cho nên chị đánh lông chị phải làm như vậy đó, chứ phải hợp đồng với anh này là để anh này làm để cho kịp thời gian để đoàn mình về. Chị phải làm. Còn bên giấy tờ bên đất đai thì anh em đều ký cả rồi, con chỉ có anh cả là anh nói lúc nào rảnh là anh sang ký nữa là hoàn thành, là anh bên lô chỗ xả là mình giấy tờ đầy đủ hợp pháp cho mình. Là nói chung đến ngày mình đã đồng thổ đất đặt móng cho mề đấy thì giống như kiểu là nó về cắt đất cho mình để mình làm thôi. Nói chung là hoàn thành hết rồi chứ không có gì để thắc mắc nữa. Còn là thẻ đỏ thì lúc nào ba kiếm được cái thẻ đỏ mà hẳn mất đi rồi mà thẻ đỏ mà kiểm ra thì làm nhanh hơn. Mà cái thẻ đỏ nó mất đi, hồ sơ phải đầy đủ hơn thì có thể chậm hơn một chút cũng được. Nhưng mà chốt lại là như này chị này, về cái vấn đề về thẻ đỏ đấy thì các Mạnh Thường Quân cũng đã yêu cầu rồi, khi bắt đầu có thẻ đỏ chính tên của Mề Lan là lúc bấy giờ bắt đầu mới tiến hành xây dựng.
Dạ dạ, cho nên là bên chỗ gia đình mình là triển khai cái vấn đề đó cho giúp cho mẹ chị nhá. Chị cũng bảo hết sức rồi mà dạ. Nó bảo nói giống như kiểu là cha trong gia đình mình con của ông ba thì có 6 đứa con, thì nếu mà ba mà đã đứng trong cái thẻ đỏ đó mà ba chỗ đất ấy, thì tiến hành làm những việc gì hết. Dạ, dạ. Không ai kiện nữa, tại vì là chứng minh dạ. của mình với lại là giấy tờ của mình là dạ, người dạ. ta cam kết vào trong ký hết cả toàn bộ rồi. Dạ. Cho nên là chỉ có là bên chỗ anh địa chính đó anh cũng bảo nói là về dù đoàn từ thiện là làm thôi chứ không ai thắc mắc gì nữa, tại vì anh em đồng ý rồi. Dạ dạ. Nhưng đều anh là em nói... đồng ý, nhưng mà thực ra là bây giờ thì Mạnh Thường Quân là chủ yếu là ở rất là xa. Bên nước ngoài là phần lớn. Rồi Việt Nam chúng ta thì cũng là rất là xa nữa, cho nên là các Mạnh Thường Quân là cũng có cái đề nghị như vậy đấy. Tấm lòng thì các Mạnh Thường Quân gửi về cho em và sẵn sàng đây cả rồi. Chứ Mạnh Thường Quân là yêu cầu là bắt đầu là xuống có tên sổ đỏ chính tên Mỹ Lan là sẽ tiến hành xây nhà. Dạ dạ. Chúng là giấy tờ hợp pháp rồi, những đều là hẳn liên quan đến cái sổ đỏ của mẹ, cho nên là phải đừng quá tên mẹ chuyển nhượng, tại vì là ông với mẹ là đứng cái đất thẻ này là ông với ba trước. Yeah. Cho nên là chứ muốn mà chuyển đi chỗ chuyển đi mà muốn cho ái thì phải chuyển sáng cho ba cả đã. Yeah. Ba cả đứng tên dưới cái thửa đất này ba ở đã. Vâng. Rồi ba mới chuyển sáng ba kế ba hai. Yeah. Cho nên là phải thợ ba ông đó ông bảo đấy, thời gian thì nói chung là về tiến hành mà làm thôi, anh em đồng ý thì tiến hành làm thôi chứ nói chung yeah. anh em cũng hết sức về mê cho không ai nói chung không ai lấy đất của mê hết. Dạ 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 dạ. Biết là em vẫn biết là anh em ở đây là rất là thương mê rồi, thế nhưng mà về vẫn thủ tục về hành chính đấy. Về giấy tờ thì ta làm cho sớm giúp cho mẹ cho nó nhanh gọn chị nhá. Nói chung chị dạ, vừa dạ. làm để cố gắng để làm cho giúp cho mẹ. Dạ dạ mê ok. Có con cái ở đấy chứ cũng không ai bảo vệ mẹ hết. Dạ dạ rồi mọi ok. Mọi người trên cả thế giới ai bảo vệ mẹ chứ rồi, không phải riêng chị gia đình của mẹ cả. Rồi rồi. Cho nên thì, hồ mẹ cho chị cùng thúc anh đấy anh bảo vệ nói cứ làm mà đến ngày mà đồng thổ mà có ngày đẹp thì giấy tờ con cái anh đồng ý hết rồi thì cứ tiến hành về làm đi. Dạ dạ. Con kể mà không có ngày nào để họ chọn nữa thì cái ngày nữa cứ về làm chứ con cái đồng ý hết rồi, con bên thầy đỏ thì chị cũng trao đổi em đó. Rồi rồi ok. Rồi chị cũng cố gắng để làm. Rồi rồi ok. Thì vậy thì chúng ta cứ thống nhất như thế cho nó chốt chị nhá. Thế còn vấn đề là ngày hôm nay nói về cái việc là mời nhà thầu đến đây. Thế thì khi mà em Khánh nói với chị rằng là nhà mình đấy chủ động liên hệ với chủ thầu để xây nhà cho Mỹ Lan đấy. Thì chị có cảm thấy vui trong người không? Chị vui. Vui nhá. Và bây giờ thì mặc dù là bên chỗ bàn Nguyễn Bá Thược đang làm việc với nhà thầu để thống nhất đến cái phương án để làm đấy. Thì với cái người mà đang tới để làm việc với chỗ bên kiến trúc sư đấy, thì chỉ có tin tưởng và có tự tin về cái năng lực làm việc của họ trong suốt thời gian qua chứ? Chị thấy khâm phục đấy. Dạ, dạ. Một người mà đồng hành mà cũng đi vào vì em đấy mà. Không, ý em hỏi là ý em hỏi là bên chỗ chủ thầu đấy. Chị chỉ có chủ thầu thì anh đó anh làm nhiều nha trong làng mình thôi chị biết. Dạ. Anh làm nói chung làm hoàn thiện cho đến làm gì là anh làm tốt. Vâng. Cho nên là chị cũng tin tưởng mà anh là tại vì con cũng nói chung cùng ba con của bà Di cùng nói chung cùng ba con nữa. À. Cho nên quá. Là chị cũng tin tưởng. Dạ dạ. Thế thì rồi có gì quá. Là chị cũng bảo anh làm. Dạ dạ. Anh làm cho tốt cho ba. Dạ, chứ dạ. Còn nói chung các Mạnh Thường Quân không ngã không kể cả chủ thầu đấy cho đến nói chung là không ai dám phụ lòng các Mạnh Thường Quân. Rồi, thế tuyệt vời quá. Thế thì như này này, trong quá trình mà xây dựng tới đây đấy thì các Mạnh Thường Quân cũng mong muốn là chị sẽ là những người mà gọi là sát sao với cái công trình của mình đấy để giúp cho cái việc là xây dựng nó được gặp nhiều cái sự thuận lợi đấy nhé. Cái đồ chị cũng nở hết hay rồi. Còn gọi là giám sát thi công đấy nhá. Chị cũng nói với ba Di đây ở đấy rồi. Chị nói là cả cái nữa thì nói chúng là chị là một gia đình mà giống như kiểu là cũng hai vai. Yeah. Cũng vừa làm vợ mà cũng vừa làm chồng. Yeah. Làm mẹ mà cũng vừa làm chồng nữa. Yeah, yeah. Cho chị cũng xây nhà chị cũng đứng ra chị làm. Cho nên chị cũng biết. Yeah. Chị biết rồi cái đó chị cũng làm để đem bỏ sức công ra để mà giúp cho mẹ. Giúp cho mẹ để chị làm. Yeah. Rồi còn ngày tháng gì rồi nói chúng là chị cũng lo cho mẹ hết. Yeah, ngày yeah. để giờ chị có là chị cũng xuống hồ bay thay bay như rằng đi chị xuống chị làm cho ba. Ok, dạ dạ. Thế thì bây giờ thì thống nhất là như thế, chúng ta sẽ làm việc với bên chỗ nhà thầu ở đây ha. Thế bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh, cùng với chị Chiến và Mỹ Lan, chúng ta sẽ lại làm việc với bên chỗ nhà thầu cùng với chỗ bàn kiến trúc sư bàn Nguyễn Bá Thược quý vị nhé. Phải mỗi người một đồng góp nên xây một ngôi nhà. Nhà mục đích xây ra là nó
để che nắng che mưa và mong sao năng cho mẹ con qua có thêm một cái tổ ấm. Đó, trên nhân như thế thì nên là anh cứ nói ra là về cái vấn đề là toàn bộ nội dung thiết kế là em trao đổi rồi, toàn bộ hạng mục là em trao đổi rồi. Đó, dư chỉ có cái là anh tỉnh là cho em là tiền nhân công là bao nhiêu, vì anh không ôm được cả về vật liệu thì em phải bóc tách. Nên là anh bóc tách đó, chưa quen chứ bên nhà em mà lại hết mà như đã quen thì mệt. Hay phần cổng chẳng hạn, hay là phần sau đi chẳng hạn, đó là phần giúp để em người như thế thôi. Còn trong này á, các anh bỏ công bỏ sức ra để làm thì chẳng quá là em chỉ mong muốn là cái tinh thần trách nhiệm của mình vào đây để làm ăn cho chắc chắn, cho công trình cho được đảm bảo mà thôi. Nên nói như thế để cho anh dễ làm việc. Đó. Nhà thì chỉ có răng trên răng dưới. Tù. Đi đưa anh. Nên các anh nhà em mong muốn đã làm là làm với một người để mình minh bạch luôn và rõ ràng. Đi làm chụp. Bởi vì ở đây là họ mỗi người góp một tí vào để xây cái ngôi nhà này. Mà bây giờ mà làm những cái đoạn nào mà không có sự quyết đoán này, không có sự minh bạch này, rõ ràng này thì sẽ không bao giờ mà làm nên được một ngôi nhà được. Anh hiểu không ạ? Giờ tiền thì cũng chưa phải là về để về hết được cả để mà làm. Ngay lập tức. Nhưng mà chắc chắn một điều là anh em đã đứng ra để thuê bọn anh để làm. Cam kết với tất cả anh là về tiền công tất cả thứ đã thanh toán xong phẳng. Và có từng giai đoạn để ứng luôn. Đó. Thì tổng thể là bây giờ là nhà là 52 m². Anh nhân với 650, 1000 m tổng là 33 triệu tiền công. Ok chưa? Bao gồm hạng mục là bao gồm hạng mục là xây, đổ, sơn, điện, mái. Ok nhá. Để em về em làm việc. Rồi về làm việc. Xoạt luôn. Kính thưa quý vị, sau khi mà sau một cái thời gian mà chỗ bàn nguyện Bá Thược ở đây là bên chỗ kiến trúc sư đại diện của các Mạnh Thường Quân để thiết kế căn nhà tình thương cho Mỹ Lan đấy, đã bàn bạc rất là kỹ lưỡng với bên chỗ nhà thầu là anh Lương nha. Anh Lương với sự chứng kiến của Mỹ Lan và một người đại diện bên gia đình nữa là chỗ Chị Chiến thì bây giờ là cũng đã đi đến những cái thống nhất. Thì ngay bây giờ thì Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng Khánh cùng với bàn Thược trò chuyện với bên chủ nhà thầu một chút để chúng ta biết về câu chuyện quý vị nhé. Anh Lương, anh ngồi dì sát vào chút đi. Sát vào bàn đi. Rồi ok. Kính thưa quý vị, qua trao đổi với bản thiết kế để xây dựng ngôi nhà tình thương cho mẹ Lan và em Hoa thì giới thiệu với quý vị, đây là anh Nguyễn Thành Lương, sinh năm 1977. Anh ra chủ thầu về nhân công xây dựng ngôi nhà cho tình thương cho mẹ Lan. Thì qua đi qua đến thống nhất thì trao đổi với quý vị là qua thống nhất là anh Nguyễn Thành Lương sẽ đảm nhiệm công việc xây và hoàn thiện nhà cho mẹ Lan, bao gồm cả sơn, phần nhân công ấy, quý vị, nhân công sơn, điện, nước và lợp mái với đơn giá là 650.000 1 m². Tổng kích thước ngôi nhà là 52 m², tổng tiền nhân công nhân với đơn giá 650 thì sẽ tổng tiền công là 33.800.000 đồng và sẽ tạm ứng theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 khi hoàn thiện xong phần móng sẽ anh Lương sẽ tạm ứng 10 triệu đồng. Giai đoạn 2 khi bước vào hoàn thiện và lợp mái thì anh sẽ được tạm ứng thêm 10 triệu đồng. Và giai đoạn 3 là giai đoạn bàn giao nhà, anh sẽ nhận số tiền còn lại. Ok. Đó, thì trao đổi với quý vị theo như bản thiết kế để xây dựng ngôi nhà, anh Nguyễn Thanh Lương đứng ra đảm nhiệm về tất cả các cái công đoàn về nhân công như vậy. Trao đổi với quý vị là như thế. Ok. Cảm ơn bản Thược rất là nhiều. Và với những cái trao đổi chỗ bên chỗ thiết kế đấy, bên chỗ anh Nguyễn Bá Thược là bên chỗ thiết kế công trình đấy, thì với vai trò là một bên chỗ bên nhà thầu đấy, thì anh có ý kiến gì trao đổi không anh Lương nhỉ? Thế là có ý kiến đây ba con đấy là ô à là ba bên gì trước á à đây sau gì sau à đây là đấy cùng anh em cả dạ
cả nửa cả nửa các này về họ cho 15 nghìn nha. Dạ. Thì cảm ơn. Dạ, từ đây cũng bên cha thấu ạ. Dạ. Thì chẳng có gì hết hết. Nhà cả của đem về của bên thị kỷ đem về. Dạ. Vậy thì đây dân cùng vậy thôi. Mai một anh em có 15 đảng giúp phi cho 15 thì anh em sẵn sàng ra tay giúp. Vâng. Dạ. Nói như người ý ta nâng lên thôi. Dạ. Thôi thì có gì hết ạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Tôi ta chúc cho nhau sẽ hoàn thiện ngôi nhà này được đẹp bên và đúng tiến độ nha. Rồi rồi, cảm ơn anh Lương rất là nhiều và cảm ơn bạn Nguyễn Bá Thực rất là nhiều. Thế thì ngày hôm nay quý vị ạ, để bàn bạc và đi đến thống nhất để tiến hành xây nhà cho Mề Lan đấy. Ngoài Mề Lan ra là nhân vật chính đấy thì còn có Chị Chiến nữa. Thì với những cái trao đổi vừa rồi đấy Chị Chiến cùng với chỗ bên nhà thầu là anh Lương đấy, thì chị có cảm thấy là hài lòng và tự tin để tiến hành xây nhà cho Mề Lan với sự đảm nhiệm cái công trình này về phía bên chỗ anh Lương không? Ừ, phần về nhà thì chị cũng thấy mặt cho gia đình thì giống như kiểu chị cũng cùng tin tưởng vào anh Lương đấy. Yeah. Để anh làm nhà cho mẹ thì anh cũng cùng ba con nữa, cho nên anh nhận thì anh chịu trách nhiệm về bên nhà của mẹ là anh làm đảm bảo chắc chắn. Vâng. Để anh nhận thầu thì anh làm cho mẹ giống như kiểu là sau này mà phát sinh mà công thì anh cũng giúp cho mẹ, theo chị thì chị cũng hài lòng. Yeah. Chị cũng cảm ơn anh. Dạ, dạ. Anh làm anh giúp làm phần đi phần cống thì một phần, nhưng anh làm anh giúp cho mẹ thì chị cũng thấy mặt gia đình chị cũng cảm ơn. Dạ dạ dạ. Thế thì tuyệt vời. Công trình bên đá cát mà xây hết bao nhiêu mà họ chở lên bao nhiêu thì chị có hóa đơn chị ghi danh sách rồi sau này chị gửi cho em thấy. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Vâng vâng. Bộ thời gian xuống chị giúp cho mẹ cho bác. Dạ dạ. Thế là cũng yên tâm rồi chị hả? Cũng yên tâm rồi. Thế là cũng vui rồi. Mề Lan ơi, hôm nay cảm xúc của mề thế nào? Mề mừng phải không? Mừng, mề mừng đó. Dạ dạ. Chúc mình có nhà mới rồi ha. Ok. Như vậy thì cũng rất là mừng. Ở đây là bên chỗ anh Lương là cũng người bà con với chỗ bà mề cả với là chỗ mề Lan nữa. Cho nên là cũng rất là yên tâm và được anh cũng có những cái sự chia sẻ như lúc này anh nói đấy, ngoài cái công sức để công thờ ra ấy, thì anh còn hỗ trợ thêm cho Mề Lan nữa. Thì cái điều đó là cái điều mà rất là may mắn khi mà chúng ta tiến hành xây một cái căn nhà tình thương như thế này. Anh Lương ạ, và em cũng chúc cho anh cùng với tốp thờ của mình là luôn được mạnh khỏe, được gặp nhiều may mắn và sẽ có được nhiều cái công trình lớn hơn nữa trong tương lai anh nhé. Và với cái công trình của căn nhà Mề Lan ở đây thì hy vọng rằng là sẽ hoàn thành một cách sớm nhất, mưa thuận gió hòa để chúng ta có thể là hoàn thành sớm nhất anh hả? Dạ rồi. Rồi ok. Cũng muốn trao đổi với quý vị một chút về bên chỗ tổng chi phí dự kiến để xây cái căn nhà tình thương cho Mề Lan. Thì cái điều này thì chỗ bạn Nguyễn Bá Thược đã cũng tính toán cùng với bên liên hệ với một số đơn vị cung cấp vật liệu ở đây đấy, thì chúng tôi cũng có được một vài cái dự kiến cơ bản về cái tổng chi phí cho cái căn nhà Mề Lan. Mời bạn Thược. Qua cái bản thiết kế này cũng như đơn giá nhân công cũng vật liệu đấy thì đang dự trù kinh phí cho nhà Mề Lan là 100 triệu đồng. 100 triệu đồng. Ok. Nó bao gồm? Bao gồm là nhà và thiết bị vệ sinh, phần mái. Phần mái. Ok, sơn điện nước tất cả đầy đủ. Sơn điện nước. Rồi. Còn đang thiếu cái phần gạch nền. À, thiếu cái phần gạch nền á. Cửa thì ta chưa tính đến phương án là làm cửa như thế nào. Làm cửa sao? Thì lúc này là đầu cái video anh... thì Khánh cũng trao đổi với quý vị rồi. Thì được bên chỗ hai mạnh thường quân đại diện cho các nhóm mạnh thường quân ở địa phương ở đây, đó là có thầy Hầu và chỗ anh Hùng ấy, là cũng đã có cái sự chia sẻ và giúp đỡ cho mẹ. Thì cũng rất là tuyệt vời mẹ ạ. Dạ. Yeah. Hy vọng rằng là với cái căn nhà này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí tối đa để phần tiền dư còn lại đấy, để giúp cho bé Hoa có cái cơ hội được phục hồi sức khỏe mình nhá. Hả? À. Rồi. Cho số anh. Anh đi á. Anh đi chị không có anh có không bài số anh có mấy? Không bài số 3 thế. Số cũ. Đây số cũ. Quan trọng là theo kích thước này nè. Rồi rồi. Em không thay thiết kế mất à. Rồi. Nha. Cửa, video, mai mà. Cửa là sẽ bao gồm những cửa này. Không em thấy là bản chi tiết đây là thường là họ theo cái này này. Đây là có cái một cái cửa lớn đấy, em bỏ hai cái cửa nhỏ này đi này. Rồi rồi.
đây là S1 đấy nhá. Em bỏ hai cái cửa bẻ này đi. Còn đây cái ô chớp trên đấy để mà lấy sáng thôi. Còn cái cửa này thì để xem xét rồi em sẽ làm đấy, làm một cái cửa sổ để lấy sáng đấy. Hết nhá. Chứ không phải là nữa. Này, bàn giao cho anh. Bắt thầm gì ra bên này đôi khi em không được cửa. Vì một lý do là bên này ngay hiện nay nó như đang thoảng nữa, nhưng mà nó sát với nhà họ. Mà để nghiên cứu sau. Để nghiên cứu sau các anh. Tôi cấm cả đường ra. Nói chung cháu này chim thu móng đàn. Em đưa bà bạn cho anh chi tiết. Từ đào học cứ đằng này cái như thâu là thâu tính được. Nhưng mà thôi thì em để cho luôn nha. Cơ bản là vì em cũng không biết được cái gạch thì em ra em hỏi kích thước em nhấn lên nhá. Gạch thì ở dưới đó, gạch thì nói chung dạ. Gạch thì cho Hoàng anh làm đến mấy thì anh điền một được. Kiểu nói chung là 1.000-2.000 trở lên thế. 500 phần trở lên đi. 500 trở lên, đa dân thôi, đa dân hợp đồng trở ra đi là kể 500 phần trở lên. 500-200 trở lên, thì thiểu 200 phần phải trở lên nhá. Phải trở lên. Được. Đến khỏe. Và với dự kiến thì xây cái căn nhà này thì anh Lương, anh sẽ tiến hành sẽ xây dựng trong thời gian bao lâu là sẽ hoàn thành? Nói chung trúc trắc á, nói chung cái này tháng xong. Một tháng là xong nhé. Không mưa không gió. Thời tiết không mưa gió. Không mưa gió là trong vòng một tháng là chúng ta sẽ hoàn thành. Dạ dạ, ok. Kể từ ngày chúng ta đồng hộ. Ok. Ta dự kiến là 45 ngày. Chơi đừng nói là bởi vì có nhiều công đoàn nó khác. Tốt rồi, ngay lắm ạ. Cho mình cho phong mã cái chỗ này đi. Đường xả đi vô đi. Dạ cho máy họ qua họ cao đi. Xe em vô. Anh đang chủ chùa đồ cả đồ chứ chứ. Thơ mà cái đồ xe đó đi đến chùa được cũng lâu rồi. Lùi 6 cái nhà bên kia 1 mét, tức là làm nhà để bắt đầu từ đấy đây. Từ đấy luôn là sâu rồi nha. Từ đấy này. Quên sâu quá. Nhấn 9 mét mà. Đấy này. Có bằng cái nhà bên này được. Là căn theo cái nền nhà bên kia đó. Làm cốt đấy. Cùng cốt theo bên cốt rồi, bên rồi, kia rồi. Đó. Cốt bằng nhau á. Cốt bằng nhau nhưng mà nên khả năng mặt tiền kỳ hầu tưởng đều bằng nhau luôn. Để cho nó hợp lý. Để cho có bếp là phải có rửa. Có 2m5 giữa hai nhà thì nó sẽ có cái chỗ rửa. Nhá tình cột mốc anh lấy anh bắn. Ở cho nhà là 9 mét mà lấy đâu ra 10-11 mét. Dạ, đó để cho bên trên tinh thần là cái nhà nhờ gia đình. Xoay như thế nào đó thì nửa đồng hàng xóm thôn xóm. Rồi chúng nó đi mượn nó xong nó đến nhà thôn họ loa đến họ nghe chứ. Loa đến bên đây loa rồi. Loa là họ đến làm cả chứ. Loa là họ đến là có. Một cái bà nhà như thế này mà họ có đến giúp nơi tôi cầm này thiệt chứ. Quá tệ đi. Mấy cái cân cầu đi nó cắt đi nữa. Cắt tim mà lấy mà cơm đa để họ ghé. Rồi con phải đi cho mày lán nhá. Trời ơi, em phải đi nhá. Đi ơi. Cháu đây này. Thôi, thế thôi à. Rồi. Thế thôi, chào cả nhà nhá. Rồi. Gà thì đừng nhỏ không biết bằng thịt mà mời khách. À. Gà đi ra mà mời khách thì mua từ bên này. Sao? Nói chung là cái nhà này là sẽ đẩy lùi ra sau để làm cái gian bếp ngoài. Nhá. Vô thôn hồn lá họ kể ăn thì mày chơi. Dạ. Nhá, mà làm nó chắc chắn nhá. Thôi bây giờ này Mê Lan, Mê Cả, Chi Chiến. Thôi chào cả nhà nhá. Bye bye nào. Bye bye.